Morathan về đêm. Vào đêm ngày 24 tháng 12 2023, mọi thứ trở nên vắng lặng, màn đêm đen tuyền. Khung cảnh này làm mình nhớ đến đêm 30 Tết ở Việt Nam. Mọi cửa hàng đều đóng cửa, người đi lại ít dần. Bây giờ là 19 giờ 20 phút, xe cộ thưa thớt, những người cuối cùng vội vã chạy về nhà với gia đình của mình. Màu sắc Giáng sinh còn sót lại có chăng chỉ là những ánh đèn trang trí xung quanh những tòa nhà, những biểu tượng của thành phố. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh an lành và năm mới đạt được nhiều ước mơ. I am a poor